Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở Waterfront. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Halifax của tỉnh Nova Scotia. Hầu như người khách du lịch đến từ Âu Châu họ đều chọn Nova Scotia. Rất thích nha, là tại vì ở đây khí hậu ôn hòa, mát mẻ và yên tĩnh, rất thích hợp cho người lớn tuổi. Và đặc biệt là hải sản ở đây rất là ngon, đặc biệt nhất là con lobster của Nova Scotia. Ở nơi đây, những cái chiếc du thuyền, những cái chiếc tàu vào mùa hè sẽ chở khách đi du lịch ở trên biển khơi, rất là đẹp. Và có một điều đặc biệt nữa là thời gian nha, về thời gian, cái giờ tính đó, nó khác với cách California 4 tiếng đồng hồ và cách vùng Đông Bắc Hoa Kỳ 1 tiếng đồng hồ. Đưa cái thí dụ là bây giờ nếu ở California là 9 giờ sáng thì ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như New York, Massachusetts chẳng hạn, Boston là 12 giờ trưa, thì ở Halifax, ở Nova Scotia nó là 1 giờ trưa. À, sai biệt tới 4 giờ đồng hồ, chứ không phải là chỉ 3 giờ đồng hồ nữa. Điều đó cho thấy rằng cái Nova Scotia nằm xa ra ngoài Đại Tây Dương hơn là các thành phố lớn ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Khi các bạn đến với Nova Scotia, phải đến với Halifax và đến một trong những nơi du lịch nổi tiếng, đó là Waterfront ở tại thành phố Halifax. Yeah, good.